Chào mọi người đến với cây quê hương của mình. Hôm nay mùa hè nóng được quá, bây giờ mình sẽ làm món canh cam trang nấu với rau cải và bầu giải nhiệt mùa hè. Cam trang thì ở gần biển nhiều lắm mọi người. Sáng sáng thì chúng ta đi tắm biển á, bới cát lên đào rất là nhiều cam trang. Nên nhiều người thì đi tắm biển thì có thể vừa tắm biển vừa bắt cam trang rất là vui. Còn cái này thì mình mua ở ngoài chợ, giá nó từ 25 30 ngàn một ký, tùy theo là cam trang lớn hay nhỏ. Như vậy bây giờ mọi người sẽ cùng mình nấu cái món canh cam trang này để cùng thưởng thức nha. Đầu tiên là chúng ta rửa cho sạch cam trang đi. Nếu kỹ hơn nữa thì chúng ta có thể ngâm với nước vo gạo cho nó nhả cát ra. Rồi còn nếu không có thời gian thì chúng ta cứ rửa cho sạch, rồi ngâm một tí nước, có thể bỏ một trái ớt vào ngâm đi. Rồi sau này chúng ta sẽ chắc nước ra, chắc sạch nước ra, rồi chúng ta sẽ bỏ vào nồi rồi bắt lên bếp chúng ta đun. Chúng ta chắc sạch nước như vậy nè, rồi chúng ta đậy nắp lại, xong bắt lên bếp đun. Đun khi nào chúng ta thấy nó sôi và những cái con chan chan nó há miệng hết ra, lúc đó là nó đã mềm mà chúng ta có thể nhấc nồi xuống và để cho nguội. Xong chúng ta sẽ tiến hành bóc bỏ vỏ và lấy cái phần thịt ra. Đây là bó rau cải đắng, mình làm nấu bằng rau cải đắng với trái bầu. Cải thì chúng ta có thể cải ngọt hay cải đắng hay là gì cũng được. Nói chung là món chan chan này dễ nấu lắm, các loại rau. Chúng ta cứ nấu rau cải đắng, cải ngọt, rồi về các loại cải nữa, rau nào mà chúng ta cảm thấy mình ăn mình thích á. Rồi bầu chúng ta sẽ gọt và băm băm nhỏ ra. Chúng ta lấy dao và lưỡi chúng ta gọt. Còn cải chúng ta rửa sạch đi rồi cắt nhỏ, cắt từng đoạn nhỏ. Món chan chan này chúng ta đun sôi là nó há miệng như thế này nè. Khi nào chúng ta thấy nó há miệng đều hết là chan chan nó đã chín và mềm rồi đó. Chúng ta sẽ tắt bếp và nhắc xuống để cho nó nguội một xíu. Rồi chúng ta sẽ tiến hành bóc bỏ vỏ, lấy cái phần thịt. Đây là ông xã mình ông làm nè. Mình quay phim cho nên không có làm được. Xã thì món này là món chuột á, cho nên anh làm giỏi hơn mình nhiều, anh dạy cho mình đấy. Đó, chúng ta cứ bóc lấy phần thịt và bỏ ra. Khi nào mà xong hết thì chúng ta sẽ tiến hành rửa để lọc lừa cái cát, bỏ cát đi cho nó sạch. Thì nếu mà chúng ta rửa không sạch, không có gạn cát bỏ đi thì ăn nó sẽ bị sạn.
canh sẽ sảng không có ngon nghe nè các bạn. Chúng ta cứ luộc nước rồi gạn như thế này. Đó, cái trà trà thì ta đổ cái nước ở phần dưới đi, đổ cát đi đó. Và chúng ta cứ lược rửa sạch cái trên cái rổ như thế này. Đó, như vậy thì trên tre nó sẽ không có còn cái cát nữa. Tại vì cái loài này nó sống ở ở cát mà, cái vùng ven biển nó các bạn. Cho nên là trong thịt của nó cát cát không đó. Nên chúng ta cái phần này chúng ta phải làm kỹ. Cái phần để ăn cái món chan canh như chan sẽ mất ngon. Cái cảm giác mà ăn sạn thì không còn gì mà thú vị cả. Cảm ơn các bạn. Đó, chúng ta cứ làm cho kỹ như thế này. Chúng ta đừng có sợ là nó mất cái phần ngọt nha. Chan chan chúng ta có rửa nhiều nước ở chan rửa thì nó vẫn rất là ngọt nước. Không sao cả. Rồi khi nào mà rửa xong rồi á thì chúng ta sẽ bỏ vào xoong rồi tiến hành bắt lên bếp. Chúng ta đổ xíu dầu rồi nêm nếm muối bột ngọt tiêu hành nha. Chúng ta tao cho nó thơm và cho nó săn cái con dân trang lại, và cần đổ xíu nước mắm nữa thì chúng ta sẽ thấy cái hương vị nó bay lên, cái mùi rất là thơm, nhìn cảm giác rất là thèm ăn. Ông xã mình nấu đó, cái tay thấy dẻo không? Coi như là nấu ăn ngon hơn mình nhiều á, mình phụ nữ chứ thật ra mình nấu ăn dở lắm các bạn ơi, không biết nấu ăn đâu. Từ ngày lấy chồng mới tập mới biết nấu một vài món ăn trong gia đình thôi, chứ ngày xưa là ở nhà với mẹ là mẹ nấu cho ăn không, thành ra chả biết làm gì hết. Cho nên nhắn nhủ mấy chị em phụ nữ mình á, từ lúc mà từ bé là đi học mà nấu ăn ha, học nước cơm gia chánh nha, chứ không thì sau này lấy chồng về bị chê nhiều khi cũng ngưỡng lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổ nước vào ha, tao xong rồi chúng ta đổ nước vào, rồi chúng ta đậy nắp lại rồi chờ cho nước nó sôi lên. Chờ nước sôi, khi nào sôi thì chúng ta sẽ cho cải cho bầu vào để chúng ta nấu. Ta có thể nêm nếm thêm cho nó vừa ăn, tùy theo hương vị của mỗi người, cái vị đậm nhạt của mỗi người thì cho thêm mắm muối ngọt hay là tiêu gì đó. Rồi bây giờ nước đã sôi rồi, chúng ta sẽ tiến hành cho cải vào trước nè. Chúng ta cho cải vào rồi trộn xuống cho nó ngập ngập xuống dưới nước. Chúng ta ninh sôi khi nào cải nó nhừ. Ông bà xưa chúng ta thường nói là cần tái cải thì nhừ, do đó là khi nấu là muốn cải là chúng ta nấu canh là nó phải mềm, nó mềm thì ăn nó mới ngon được, nên là chúng ta phải nấu cho cải nó chín thì ăn nó mới ngon nha các bạn. Khi nào chúng ta thấy cải nó mềm, cảm thấy cảm giác mềm nhừ rồi thì chúng ta sẽ bỏ bầu vào, bỏ vào luôn. Khi nào sôi thì ta sẽ tiến hành bỏ rau thơm ngòi đó, tùy theo người có thích ăn ngòi hay không thì bỏ vào, có người ta không thích thì ta không có bỏ. Sau khi xong thì chúng ta có thể đậy nắp lại tí cho cái cải nó sôi nhừ lên, khi nào nó mềm thì chúng ta mới bỏ bầu nha, đừng có bỏ bầu trước thì nó sẽ rất là mềm, mềm bầu bầu nó mau chín lắm, tại mình đã sắc nhỏ nữa. Chúng ta sẽ bỏ bầu vào rồi lấy đũa chúng ta đảo cho nó thấm xuống nước. Rồi như
vậy là chúng ta sẽ sắp có được cái món canh giang tràng thơm phừng phức rồi đó nha. Mùa hè nóng nực này mà ăn một món canh giang tràng nấu với bầu cải như thế này thì thật là tuyệt vời, giải nhiệt nè, mà ăn để thay đổi những cái món hàng ngày mà chúng ta không có thời gian, chẳng hạn như đi làm thì đâu có thời gian mà nấu nướng, thì chỉ suốt ngày cứ thịt luộc hoặc là rau luộc rồi mấy con cá hay thịt kho cá kho, ăn hoài những món đó thì nó cũng ngán lắm. Vậy cái món canh giang tràng này thì ăn sẽ không có cảm giác ngán ha, ta ăn cảm thấy rất là ngon và lạ miệng nữa. Kiểu khó, nó chỉ lâu ở cái khâu là mình tách cái phần vỏ phần thịt ra một xíu thôi, nếu mà ai chúng ta làm quen rồi thì cảm thấy nó cũng nhanh chứ không có mất thời gian nhiều. Như mình thì mình mua về mình làm sáng, mình dậy sớm làm xíu là nó xong giang trang rồi, mình chưa có nấu ngay lúc đó thì mình bỏ tủ lạnh, rồi trưa về mình làm một xíu thì nó sẽ xong rồi giang trang. Rồi như vậy là món giang trang đã xong rồi nè, bây giờ chúng ta sẽ múc ra tô. Rất là thơm nha, khói nghi ngút. Chúng ta múc ra ngoài tô xong chúng ta để một lát cho nó bớt cái độ nóng đi, ai mà thích ăn nóng thì có thể ăn ngay, còn nếu như mình thì mình không thể ăn nóng được, phải để nguội một xí rồi mình mới ăn. Rồi như vậy là rất là dễ nấu phải không nào, các bạn thấy đâu có gì khó khăn, cũng không có mất thời gian lắm, và chúng ta có thể thay đổi cái món ăn trong gia đình hàng ngày bằng một cái món canh đơn giản như thế này, nó vừa ngon miệng vừa lạ miệng mà cũng vừa giải nhiệt trong cái mùa hè nóng nực này đó các bạn. Và các bạn hãy thử nha. Còn bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món canh này cùng với gia đình mình. Rồi, xin chào mọi người nha. Sẽ hẹn gặp mọi người vào những cái video tiếp theo. Xin chào mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.